loại bỏ cái phần bụi cũng như là phần rác để sao để sau khi mà mình đánh thay như thế này thì bên em sẽ kiểu sẽ tẩy để cho trắng được cái tấm này. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hưng Thịnh Phát Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Chúng tôi là cơ sở sản xuất gỗ lớn nhất Tây Nguyên, chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm gỗ nguyên khối ra thị trường với đa dạng mặt hàng gỗ tự nhiên như bàn ghế gỗ, phản, sập gỗ nguyên khối, ghế sofa, bàn tròn, bàn dài. Được làm từ các loại gỗ quý có tuổi đời thập niên cao như gõ, cẩm hồng, gỗ lim, gỗ lát. Vâng, em Đức xin chào bác nha. Không biết là các bác có thấy em Đức ở đây không nhỉ? Đấy thì cực kỳ là xa luôn. Và tiện đây thì trong video này em muốn chia sẻ các bác một cái tấm cẩm hồng mà cực kỳ dài luôn. Và hiện tại em đang đứng ở phía đầu bên này. Thì cái khu vực đầu bên kia là ngay gần máy quay các bác. Đây các bác thử để ý là nguyên một cái tấm sập mà cực kỳ là khủng luôn. Khủng ở đây là về cái kích thước là dài hơn 8 mét. Và chiều rộng của nó là đây. Các bác thử để ý là một đầu của em là một sải tay này. Một sải tay. Đấy một đầu thôi các bác. Đấy thì một đầu 1m8 và một đầu 1m9. Thì cái tấm sập cẩm hồng này dài. Đây các bác để ý là phía đầu bên này là nó có một cái đường nứt răn nhỏ. Đấy thì những đường thế này là mình cũng có thể là mình sẽ là khoan cùng cũng được luôn. Đấy thì hiện tại thì bên em là đang gia công cái phần cạnh này các bác này. Đấy thì đang đánh phay để loại bỏ những phần bụi cũng như là phần rác của nó ra. Đấy, loại bỏ những phần bụi cũng như là phần rác để làm sao để sau khi mà mình đánh phay thế này thì bên em sẽ kiểu là sẽ tẩy để cho trắng được cái tấm này. Đấy thì em xin chia sẻ các bác là đầu tấm bên này cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Nguyên tấm. Đây các bác thử để ý đầu cây này, nguyên tấm luôn. Đấy thì một cái tấm dài như thế này thì em đảm bảo là cực kỳ khủng. Khủng ở đây kích thước và khủng ở đây độ chất chơi mà nó dày. Đây. Đây các bác thử để ý là khoảng bao nhiêu phân nhỉ? Đây khoảng bao nhiêu phân này các bác nhỉ? Nhìn thấy chất không? Đấy. Đấy thì cái đường nứt răn này nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu các bác. Nếu các bác chơi thì nếu các bác ở gần khu vực nắng nóng thì các bác cũng có thể là khoan cùng lại nhé. Khoan cùng. Đấy thì bên em vẫn khoan cùng cũng như là gia công. Nếu các bác cần khoan cùng thì cũng có thể khoan cùng. Đấy thì các bác để ý là phần bên cạnh đây. Hiện tại bác Thợ nhà em là đang trực tiếp là để trà. Lúc nãy là đánh thay cái phần cạnh của các bác. Hiện tại thì bây giờ là sẽ trực tiếp là trà cũng như là gia công. Đấy thì được vừa rồi là sẽ cái nguyên cây cẩm hồng á. Thì bây giờ là còn sót đúng cái tấm này thôi các bác. Tấm mà dài hơn 8 mét. Còn những tấm mà kiểu là sẻ nguyên cây mà kiểu 3 mét. Đấy thì hiện tại cũng rất nhanh luôn các bác. Bên em cũng rất nhiều bác là nhanh tay sở hữu được rồi. Thì bây giờ là còn đúng một tấm này thôi các bác. Đấy, nếu các bác nào yêu thích những bộ sập mà cực kỳ dài, cực kỳ khủng như thế này thì các bác cũng có thể là kết nối hoặc là nhắn tin với em. Thì những bộ như thế này thì các bác cũng có thể là bổ vuông để làm một bộ sập đôi cực kỳ đẹp luôn. Đấy thì gỗ cẩm hồng nha các bác. Thì em để ý là cái tấm này á ở trên mặt cả nguyên cây là trên mặt của nó là sở hữu những dòng sụn cực kỳ bóng luôn. Đấy thì hiện tại thì đang gia công là cái phần cạnh này nên là rất bụi. Nên là nếu các bác để ý kỹ thì các bác sẽ thấy được là có vẫn có sụn luôn đó các bác. Đấy thì nguyên tấm dài. Nếu các bác quan tâm về những bộ như thế này thì các bác cũng có thể kết nối hoặc là nhắn tin em. Đấy thì một bộ thế này thì các bác cũng có thể là kết hợp ngồi băng. Đấy ngồi băng thì em đảm bảo em dài. Đấy để mình làm thành bộ ca ba cũng được. Hoặc là mình chơi ngồi bộ sập kiểu cả gia đình, cả họ hàng. Ngồi từ đầu tấm đến cuối tấm dài hơn 8 mét các bác. Nên rất thoải mái. Để các bác cũng có thể là ngồi cũng như là của gia đình mình ngồi trên này. Đấy thì em Đức sẽ cập nhật rồi cũng như là cái quá trình các bác Thợ em gia công cái tấm này như thế nào. Đấy thì các bác cùng theo dõi cũng như là đăng ký kênh hoặc là để lại bình luận dưới nhá. Xin chào và hẹn các bác ở trong các video tiếp theo nhá.